tiếp tục với những thông tin về thời tiết. Hiện nay thì thời tiết ở Hà Nội ngày hôm nay, cụ thể là ngày hôm nay rất đẹp, hết hẳn mưa, trời bừng nắng ấm. Chị Xuân Anh, không biết là cái tình hình thời tiết khô ráo ở Hà Nội cũng như ở miền Bắc này sẽ kéo dài lâu không? Vâng, cô Anh, khả năng rằng là sẽ ngắn ngày là trong khoảng 2 ngày tới thì trời miền Bắc vẫn sẽ nắng và ấm. Tuy nhiên đến cuối tuần này thì có thể là miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh tràn về, thời tiết sẽ thay đổi và rét đậm, rét hại có thể sẽ xảy ra trên diện rộng. Và trước khi mà không khí lạnh về thì miền Bắc sẽ có khoảng tăng nhiệt và ấm lên hẳn. Và ngay lúc 1 giờ chiều nay thì nhiệt độ ở một loạt các điểm từ vùng núi như là Hà Giang, Hòa Bình xuống đồng bằng như là tại thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ đều tăng khoảng từ 3 độ đến khoảng là 6 độ so với cùng thời điểm của ngày hôm qua và có điểm mà lên tới 28 độ C. Nắng ấm sẽ duy trì trong 2 ngày tới và nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục nhích dần lên trong khoảng là 25 đến 27 độ C. Và quý vị có thể là tranh thủ thời tiết khô ráo và nắng ấm như vậy để dọn dẹp nhà cửa, phơi phóng đồ đạc, tránh nấm mốc sau chuỗi ngày mưa ẩm hơn chục ngày qua. Tuy nhiên lưu ý là đến ngày Chủ nhật thì trời sẽ chuyển mưa rét trở lại do là không khí lạnh mạnh tràn về. Không khí lạnh mạnh thì cũng sẽ bao trùm khắp khu vực miền Bắc vào dịp cuối tuần này. Và đến thứ hai thì toàn miền trời sẽ chuyển rét đậm, rét hại với mức nhiệt độ thấp giảm xuống là còn dưới 10 độ C. Ở khu vực vùng núi thì mức nhiệt phổ biến là từ 3 đến 6 độ C, thậm chí ở vùng núi cao có nơi còn dưới 0 độ C và khả năng cao sẽ xảy ra mưa tuyết và băng giá. Lùi xuống khu vực miền Trung vào ngày mai thì nhiều tỉnh thành sẽ tiếp tục có nắng. Đối với các thành phố như là Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới hay là Huế thì nhiệt độ là 26 đến 28 độ C. Còn từ Đà Nẵng trở vào Phan Thiết thì trời nắng nhiều hơn, nền nhiệt cũng cao hơn, trong khoảng là 27 đến 29 độ C. Nam Bộ thì nóng hơn cả. Trong ngày mai thì nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra cục bộ tại Biên Hòa 35 độ C. Các nơi khác như là Đồng Phú, Tây Ninh hay thành phố Hồ Chí Minh là 34 độ C. Còn lại thì phổ biến trong khoảng là 32 đến 33 độ C. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Tại Hải Phòng trong đêm nay và sáng sớm ngày mai không mưa, có sương mù nhẹ, se lạnh với mức nhiệt thấp nhất là 20 độ C. Trưa chiều mai trời nắng ấm, nhiệt độ tăng lên 26 độ C. Đà Nẵng đêm nay hơi se lạnh, nhiệt độ khoảng 22 độ C. Ngày mai trời nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất không quá 27 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh tối và đêm nay trời dịu mát, nhiệt độ 24 độ C. Ngày mai nắng mạnh và nóng với nhiệt độ cao nhất 34 độ C.